Vâng, Cao Hiền Audio xin kính chào tất cả các bác nhá. Thể theo một số cái yêu cầu cũng như là một số thắc mắc giải đáp dành cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Lý do tại sao những bộ micro mà chúng ta hát cảm giác nó hơi nặng. Đấy, hát khi chúng ta cảm thấy là nó bị thiếu hơi. Đấy, và cảm giác nó không được nhạy, đấy, hát nó không nhẹ. Thì ngày hôm nay em Hiền sẽ làm một cái video để giới thiệu cho tất cả các bác chúng ta khắc phục được cái cách để làm sao một bộ micro đấy nó hoạt động hoàn hảo nhất có thể các bác nhá. Và những cái cách này khi mà em hướng dẫn thì tất cả các bác ai cũng có thể làm được, rất là dễ như ăn kẹo luôn các bác ạ. Và anh em ai mà đang xem video, nếu cảm thấy video bổ ích, các bác cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh ở trên video này các bác nhá. Và đặc biệt là các bác cho em xin một cái comment xem là cái phương pháp này có hiệu quả hay không. Các bác làm rồi, các bác thấy ok hay chưa thì em sẽ giới thiệu cho các bác cụ thể và cặn kẽ hơn các bác nhá. Vâng, và em vừa giới thiệu cho các bác là nội dung là làm thế nào để một bộ micro hát nhẹ, làm thế nào để một bộ micro hát bắt mic hơn, tiếng chất hơn, hay hơn. Thì ở đây các bác có thể nhìn thấy đây là một thùng micro hàng bãi các bác này. Đấy, về như là nó bị bất đầu, đấy em để đây. Thì đối với hàng mới thì các bác biết rồi, nó có hai loại, một là hàng chính hãng, hàng xịn, hai là hàng fake, hàng nhái. Tuy nhiên các bác mà có điều kiện mua những bộ micro hàng chính hãng xịn đắt tiền thì em Hiền sẽ không bao giờ có ý kiến gì. Còn khi chúng ta sử dụng những bộ micro hàng bãi đấy, thì các bác cũng phải chấp nhận một điều là nó sẽ có xước sát hoặc là nó sẽ xấu hơn một chút về hình thức. Nhưng mà tất cả những dòng micro bãi thì thường thường nó đều là hàng chính hãng, hàng xịn ở bên nước ngoài người ta tháo phòng các bác nhá. Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy này, những bộ micro là hàng bãi thì bao giờ nó cũng bị bẩn, bị bụi, đấy, bị xước sát. Và bây giờ thì em Hiền sẽ hướng dẫn cho tất cả các bác một cái cách để tất cả các bác chúng ta xử lý vấn đề nó hiệu quả nhất có thể luôn. Đấy, và đảm bảo luôn cho các bác là những bộ micro hát yếu, những bộ micro hát nặng, đấy, em Hiền ngày hôm nay sẽ giải quyết tất để tất cả các bác chúng ta có một cái cách để làm sao những bộ micro hoạt động hoàn hảo hơn bao giờ hết. Đấy, các bác sẽ theo em Hiền để giải quyết vấn đề nhá. Vâng, nói đến những bộ micro hàng bãi thì các bác biết rồi, những dòng micro đã qua sử dụng ở bên nước ngoài. Tuy nhiên, những bộ micro như thế này thì các bác nhìn thấy đúng không? Một cách đầu tiên em Hiền xin được hướng dẫn cho tất cả các bác là khi trong quá trình sử dụng hoặc là khi người ta nhận được một sản phẩm nào từ một đơn vị nào đó gửi đến thì các bác có thể kiểm tra xem cái bông rọ này, các bác vặn ra nha. Cái bông ở lưới đầu rọ này, các bác có thể thò tay các bác móc nó ra. Đấy, móc ra. Đấy, để cho chúng ta xem là cái bông này của nó có sạch sẽ hay không. Thì đối với cái bông này thì các bác có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta sử dụng ấy thì nó có bụi này, có bẩn nó bám vào đây. Thì các bác có thể tháo cái bông này ra, cho một chút xà phòng và các bác vò. Đấy, các bác giặt sạch sẽ đi. Đấy, sau đó là các bác lắp lại thì tại cái bông này của nó là cái điểm lọc cái âm thanh khi mà chúng ta phát ra nó đi qua cái bông này. Đấy, và nó giảm thiểu về cái cường độ âm thanh nó tương tác trực tiếp vào cái côn này các bác ạ. Đấy, và khi mà nó bị bụi nhiều quá, bẩn nhiều quá thì cái bông này của nó sẽ bị giảm đi cái độ hấp thụ âm thanh. Chính vậy mà các bác nên vệ sinh cái bông này. Đó là một phương pháp là hiệu quả nhất, dễ nhất mà tất cả các bác chúng ta ai cũng có thể làm được. Đấy, và khi vệ sinh xong thì các bác có thể bỏ cái bông vào nhá. Các bác có thể bỏ cái bông này vào và các bác ấn nó vào gọn gàng. Đấy, như thế này. Sau đó là các bác sẽ lắp vào bộ micro thì nó sẽ hoạt động hoàn hảo và ok. Đấy, tiếng cảm giác hát nhẹ luôn. Và một cái phương án thứ hai, đấy, một cái phương pháp rất là dễ thôi. Các bác chỉ cần tháo cái dọn này ra và các bác đo cho em cái khoảng cách này các bác này. Đo cho em cái khoảng cách này từ cái đầu dọn này này lên đến chỗ đỉnh dọn, đấy, đỉnh lưới này, thì xem nó có xa hay không. Nếu mà các bác cảm giác mà khi mà chúng ta hát nó mệt, đúng không? Khi hát nó mệt thì các bác có thể vặn cho em Hiền mấy con ốc này ra. Và đẩy cái côn này của nó là gần sát lên đối với dọ. Đây là những cái bộ micro hát cảm giác nó nặng các bạn nhé. Đấy, đẩy sát lên thì khi chúng ta hát thì cái điểm giữa cái côn và cái lưới dọ này nó sẽ gần hơn, nó giúp cho cái bộ micro này thu dễ hơn. Đấy, đương nhiên là nếu như mà chúng ta để gần quá thì có một số bác không có cái kỹ năng hát. Đấy, hát mà cảm giác là nó toàn dí mồm vào mic này các bác này thì nó sẽ dễ bị vỡ tiếng. Nhưng mà nếu các bác hát tốt thì các bác đẩy cái côn này lên. Đấy, và một phương án tiếp theo là ví dụ như chúng ta có thể tháo cái côn này ra, các bác nhìn thấy không? Tháo côn này ra. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy là cái chỗ này nó có thêm một cái vòng viền này. Đây chính là cái điểm người ta độ, người ta đẩy cái côn này lên các bác. Các bác có thể cắt bất cứ một cái ống nhựa hay là cái các bác mua cái viền kim loại này.
các bác đẩy nó lên. Khi mà đẩy lên mà nó cái điểm mà chạm của đầu côn đấy và cái dọ này nó còn xa thì các bác tiếp tục đẩy lên một tí xíu để cho nó gần hơn so với dọ như này thì nó sẽ hát cực kỳ là nhẹ luôn các bác ạ. Đấy. Và đây là em đang để sẵn một chiếc côn rồi. Đấy, ví dụ như mà khi mà các bác vặn cái côn này nhá, nó có mấy con ốc đây. Đấy, khi các bác vặn ra thì cảm giác mà cái điểm chạm của nó hơi xa như thế này. Thế bác có thể nhấc cái côn này lên một chút và các bác đưa con ốc bác vặn vào. Thì khi cái điểm cố định của nó cao hơn như thế này, nó gần hơn như thế này thì cái lúc đó các bác hát nó sẽ nhẹ hơn so với lại cái mức bình thường mấy nhá. Và một phương án tiếp theo nữa, đấy, em xin được giới thiệu cho tất cả các bác là ở trên cái bộ micro này. Ở trên bộ micro này, nếu như mà các bác cảm thấy hát đấy, mà nó mệt, hát cảm giác mà nó hơi thiếu hơi thì cái quan trọng nhất của tất cả anh em chúng ta đó là cái gì ạ? Đó là do thiếu kinh nghiệm về chỉnh âm thanh. Các bác nhá, thiếu kinh nghiệm về chỉnh âm thanh. Và ở trên một dàn âm thanh, một bộ micro hát có nhẹ, có bay, có hay hay không thì còn phải phụ thuộc vào các bác sử dụng một con vang hay một con âm ly hay một cái thiết bị gì đó thì các bác phải làm chủ được nó. Nếu như mà các bác không làm chủ được thì đương nhiên là các bác không biết chỉnh. Mà đã là không biết chỉnh thì không biết là ở cái ngưỡng nào nó tốt, ở cái ngưỡng nào là nó nhẹ. Và tất cả những phương án mà Cao Hiền đưa ra thì những phương án là: một là vệ sinh cho em Hiền cái đầu lưới dọ, hai là đẩy cái côn của nó lên cao hơn đấy, so với lại cái mức quy định đấy. Và đặc biệt là khi mà các bác nhìn này, cái dọ nó gần với cái côn đấy, thì hát nó sẽ cảm giác nó nhẹ hơn. Thì đây là những cái phương án mà em Hiền sẽ chia sẻ cho tất cả các bác, là dễ nhất, ai cũng có thể làm được các bác nhá, ai cũng có thể làm được. Và chúng ta nhớ là khi về đấy, các bác cứ kiểm tra lại bộ micro của các bác, kể cả tất cả các loại, ví dụ như micro BBS, micro Bayer hay là tất cả các loại dòng micro khác thì nó đều có những cái chỗ để chúng ta tháo ra và chúng ta đẩy cái côn lên. Đây một phương án rất dễ. Còn ngoài ra các bác cần gì liên quan đến kỹ thuật, cần gì liên quan đến những cái kỹ năng cao hơn thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại ở bên Cao Hiền là 0936 554 566, 0936 118 58. Anh em nhớ đăng ký kênh, like video và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo các bác nhá. Cảm ơn anh em.